Xin chào mọi người, lại là mình đây, lại là những con cá cạnh kỳ nhông nước. Hiện tại thì những con cá kỳ nhông của mình thì nó cũng đã gọi là sao, ta cũng đã trưởng thành. Đây là cái con cá đây nè, là khi mình mua về nó nhỏ lắm, nó nhỏ như là con cá như này nè, đấy, nó nhỏ như con cá này, đấy, bạn thấy không? Và mình nuôi nó tầm khoảng 4 tháng rồi đó thì nó sẽ to như này. Con này nó chịu ăn lắm. Đây, để mình quay cái mặt nó lại cho mình nhìn xem. Mình nuôi nó được 4 tháng rồi đó. Lúc mà mình mua cũng đến cùng lúc á, lấy 4 con đó, nhưng mà ba con kia không có qua được cái thời kỳ mà gọi là thời kỳ khó khăn đó, không chống chọi được không chống chọi được cái đồng đội, thì đồng đội cắn bay cắn chân rồi không chịu ăn rồi dần mất luôn. Nên nó con này thì nó chịu ăn lắm. Lúc mà nuôi cùng 4 con thì con này nó chịu ăn nhất. Đây con nó ăn không được. Và khi con này lúc mà mình nuôi á, đây, con này nó to lắm. Mà giờ con này mình nuôi sau á, mà nó to gần bằng cái con này luôn. Vẫn không thể ăn luôn. Chắc là cái giờ này nó không ăn nữa. Khi mình nuôi á, thì nó nhỏ như này thôi nè, mà nó nhỏ hơn cái này luôn. Các bạn thấy cái viên này to này không? Để giờ mình sẽ thử vô coi cho con này nó có ăn không nhé. Con này nó nhỏ nhỏ như vậy thôi, các bạn thấy cái bụng nó sình ra là nó ăn cái viên to này, nó mới sình ra đó. Giờ mình sẽ cho nó ăn cái viên to này rồi. Chắc là nó ăn hôm qua nó ăn no rồi. Ở bên này là một con, này là con đực nha. Con này là con đực. Đấy. Con này cái phần đuôi, cái phần chân sau của nó nè, đó nó có cái nó lồi ra chỗ này nè, đấy là con trống à, con trống hay là con đực ta, cái kỳ nhông này với con cá nó khác nhau rồi. Đây là hai con này là mình nuôi á, là hai con này ở cái chân ở phía sau của nó phẳng nè, là con mái, là con cái đó, nên là mình phải mua một con đực như này, đấy con trống. Sau này con này là tầm khoảng một tháng nó lớn lên thì mình sẽ cho nó vô trong chung với con này coi như thế nào. Hiện tại thì nó vẫn còn nhỏ lắm, nó chưa có phát triển được cái bộ phận sinh dục của nó đâu, nên nó rất còn nhỏ. Và đây cái con này mình sẽ cho nó ăn những cái viên loại nhỏ thôi à, những cái viên lớn quá thì nó lúc nó ăn được, lúc nó lại không ăn. Còn hầu như là nó những ăn những cái viên loại nhỏ như này. Chắc nó ăn no rồi nữa sao, lúc mình cho nó ăn thì giờ nó lại không ăn nữa. Đúng là nó no rồi, nó không ăn nữa. Nhìn thấy cái bụng của nó kinh ra. Đây cho nó quay ngang cho mình xem. Đó. Nó có bị cụt cái tay bên phải á, cái tay bên phải này, đó nó đang
nó đang đang gọi là sao, nó đang tái sinh, nó đang mọc dần đó. Đó đó đó, đó. Cái tay của nó đây đấy, hy vọng nó sẽ ăn được thì nó sẽ hoàn thiện nhanh cái bộ phận cơ thể của nó. Cái tay bên trái này của nó giống như là cũng bị tật đó. Đó. Nó không có gọi cử động linh hoạt hơn những cái tay bình thường. Đấy, nó giống như nó bị liệt sao. Đây là cái con này thì nó màu nó gọi là sao, màu vàng á, nhưng mà cái phần màu vàng của nó thì nhưng mà nó hơi nhạt ha, cái mắt của nó màu vàng, nó cũng giống na ná như con này. Đấy, nó giống như con kỳ nhông bên này. Đấy. Con này thì nó to nhất trong cái hồn của mình, con này thì nó mập. Mình nuôi nó cũng gần được mình mua về đó, nó to. Con này mình mua về nó cũng to. Đấy, nó ăn đó. Mấy con này thì dạng giống là giống như loại bò sát á, nó cứ sát dưới cái đáy hồ thôi, nên là nói cái loại giống như cá nó cũng giống, nhưng mà nó ở dưới nước thì nó có giống như nó có cái mang cá vậy đó, nhưng mà cái hình dạng của nó thì lại giống kỳ nhông á, nó không có bơi nổi giữa cái hồ được, mà nó cũng phải ở dưới cái đáy hồ đó. Nhiều khi nó ở chung với nhau hay bị cắn nhầm, nó thường cái tay chân của đồng đội nó là thức ăn đó, nhiều khi nó cắn nhầm đó. Đây cho ăn, đây không ăn, mình đợi ăn cái đồ gấp này xem, gấp ngay đây rồi mình không ăn nữa. Thấy đường luôn sao á, mấy con này nó mù đường. Để đấy, để ngay miệng cho nó vậy. Cái thức ăn của nó cũng hơi có mùi nồng á, có mùi hôi á, nó ngửi được cái mùi của nó mới nhận biết á, nó mới ăn được. Chứ cái mắt nó không biết nó có thấy đường không đâu. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi những con cá cảnh kỳ nhông này của mình, những cái cập nhật về những con cá cảnh kỳ nhông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái clip lần sau.